gọi là version of mình. Xuyên không là người thường nhanh nhất thế giới tiêu tiền tập 69. Liên phân bộ nền dự phòng của ta nhé. Qua wow. Nhớ tới này cũng quá gửi gớm rồi. Đồng thế vì cách cơ này thì mới xứng để Lý công tử chù dù chứ. Đây chính là sự vinh dự đặc biệt khi chù dù cùng với đại lão tu tiên. Ôi yếu rồi yếu rồi. Phi thì nhiều năm, sao năm sau sang trọng ta tới rồi đây. Qua wow, thế giới tu tiền thì ra đặc sắc như vậy ư? Nơi như ta cũng có thể tu tiên đi tốc rồi. công tử không phải là người tu tiền mà là vượt qua người tu tiền rồi. Đã kỹ là học theo đại học lấy lòng ta sao? Quá rồi đó. Lý công tử, có một đoạn không ngắn nữa là mới tới Thành Vân Cốc. Có muốn quay về phòng nghỉ ngơi trước không? Chưa tốt, không về phòng sao? Ở đầu thuyền lạnh bị cảm thì gầy rồi. Ta nếu như quay về thì ai điều khiển linh châu này? Ta phải truyền linh lực vào pháp trận này thì thuyền mới có thở bay. Hơn nữa ta còn cần phải lưu ý xem có xuất hiện hồ tinh hỏa hay không. Nếu như xuất hiện hồ tinh hỏa, vậy thì phải đi đường vòng. Hồ tinh hỏa, mọi đời mà trên không sẽ hiện ra hồ tinh hỏa, nếu đừng phải thì vi thuyền chỉ to hơn nữa cũng sẽ bị thôn phệ. Thì ra là như vậy à. Hy vọng ông trời tốt để cho chúng ta sớm tới nơi thì tốt rồi. Lên nhà ta trồng nè, mong chưa thuốc đừng có chờ bay. Đây chính là cơ duyên được cao nhân ban ơn mà thánh nữ nói yêu. Thánh nữ đã từng nói ở bên cạnh cao nhân không so cái khác, chỉ cần tầm thấy, chỉ cần duy trì sự bình tĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể có được cơ duyên. Vốn muốn tìm cơ hội lấy lòng cao nhân, không ngờ cơ duyên này lại tới nhanh tới như vậy. Phải biểu hiện thật tốt. Không gì, cảm ơn Lý công tử. Không cần phải cách sáo, không cần phải cách sáo đâu. Vậy chúng ta quay về trước nha, hai vị đi thông thả. Vì quả lừa này nhất định là bất phàm. Quả lừa, quả lừa thiệt là đẹp. Đây, ngon quá đi. Này thực sự là lễ sau, sao có tên ngon như vậy chứ? Mùi hương này là Nhi Trường Lão hả? Quả nhiên đây là lời của Lý công tử, không sai, chính xác là không sai. Ta không muốn không phải là muốn khoe cái gì cả. Khi lại nhận được sự âu ái của Lý công tử, may mắn nếm được lời quý. Người đúng là không có hậu đạo gì cả, có chuyện tốt như thế này mà không biết nói chúng ta ngồi ăn bánh một mình. Ý gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trước đừng nói chuyện quá lề nữa, ta vẫn rất muốn nói. Chúng ta gặp phải viên phức rồi. Đây là hồ tinh hỏa, như là lỗ đen vũ trụ vậy.